ăn ngon miệng. Em ăn chưa? Sao con bỏ banh vô cơm? Hả? Sao con bỏ banh vô cơm? Một chút nữa chú ăn. Ăn chung luôn, ngồi ăn chung được không? Được hả? Con không ăn hả? Con chơi super rùi luôn. Cơm nấm mà. Anh xin lỗi. Đi đâu? Đi thăm bé nào? Cái bên kia là xưa làm cái nhà hầu, rồi chừng giữa là hầu tổ. Còn bên này là ăn, có mấy em ăn có đường. Ăn có trưa, cũng giường có bữa trưa. Dạ. Dạ, đông nhà quá. Nhà tổ với lại nhà ăn. Dạ, ăn có đường. Nhà ăn có đường là sao ạ? Có đường giống một khi kêu ăn cơm phải cúng. À, dạ, dạ. Rồi, để cho mấy cô đi học, học viện á. Dạ. Là sang năm là mấy cô về. Dạ. Năm này là cô về, sang năm là cô về nữa. Dạ. Ba cô ở đó. Dạ. Rồi là có nhà, mấy cái nhà vệ sinh. Dạ, cái này mình sửa bao lâu, mình xây là bao lâu xong? Cái này xưa làm vậy là cũng mấy tháng rồi. Từ khi hai cuối tháng hả? Rồi rồi, cuối tháng 1 chứ. Rồi bây giờ cái phía phòng của mấy em gái là đã xong rồi. Bây giờ phòng của mấy em trai thì cái diện tích sau lưng này khoảng bao nhiêu mét vuông ạ? Rồi, cái này là như tính mét vuông rồi. Dạ, khoảng 140 mét. 140 mét. 8, 9, 10 nữa. Cho khoảng 10 em ở. 10 em trai lớn. Em trai. Mình sửa kết cấu sao ạ? À? Cái này là cái trước đó. Dạ, anh tên gì? Tên Ti. Anh tên Ti, anh là? Dạ, em Phan. Anh là Minh Sắc? Dạ. Anh Phan Minh Sắc. Rồi mình dự định kết cấu mình sửa sao ạ? À? Mình xây hết hay là có sắt sàn thép gì không ạ? Để có chứ, tại móng này móng cũ nó không có sắt dưới. Mình làm lại móng mới. Mình làm lại móng mới. Chỉ là trệt thôi chứ không có lửng, dạ. Không có lầu gì hết. Dạ, trệt. Trệt thôi. Trệt hai mái. Trệt hai mái. Dạ. Hai mái là nó. Dạ, hai mái như vậy. Hai mái là sao ạ? À? Hai mái vậy. À, dạ. Kinh phí hôm bữa dự chù là bao nhiêu ạ? Cái này kinh phí giờ mình là về phần thô thôi phải không ạ? Phần thô là sắt á, mình có tiện tụ tiện dụng mấy cái cửa lại. Tận dụng mấy cái cửa lại này. Cho tôn cửa này mình làm lại. Rồi, tôn mình làm lại. Dạ. Lấy tận dụng lại. Dạ, cái kia nó mới làm lại. Kinh phí dự trù khoảng bao lâu và xây xong khoảng bao lâu xong? Cái này mình làm lại cũng 2 tháng rưỡi. Rưỡi là bỏ, đập bỏ, dạ, đập bỏ cái củ, đào móng. Nếu vậy thì mình có tận dụng hết 140 mét vuông này cho một cái gian nhà này, cho một cái gian phòng cho 10 em này không ạ? À? Và tương lai có thể tăng lên là sư làm. Dạ. Tại vì sư làm một cái phòng trước to. Dạ. Rồi chừng giữa là phòng to. Dạ. Phòng to giống như bên kia vậy á. Dạ, dạ. Nha, để dạ. Cho bỏ giường ghế cho mấy đứa con trai ngủ gần nhau luôn, chung nhau luôn. Ý vậy á. Có nghĩa là bây giờ bên bên cái nhà bên đây mình đào móng, mình lắp lại móng mới, mình xây tường. Còn ở trên mái là mình dựng sắt và mình lấy tôn. Dự trù khoảng bao nhiêu kinh phí? Tính đi. Nếu tính ra giải vật liệu là mén luôn vật liệu á. Vật liệu với công. Vật liệu và công tổng cộng là của nó là 1m5 triệu. Vật liệu cộng công. Dạ. Cả công cả vật liệu. 5 triệu một mét vuông. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ mình tận dụng đồ cũ lại của tôn thì mình tốn khoảng chừng 300 thôi. Tốn khoảng là mình trừ ra 300. Mình trừ ra cái khoảng tôn cái cửa đi. Dạ. Tính ra chắc nó cũng khoảng 300 triệu.
tất cả là khoảng 300 triệu. Nhưng mà mình cái gì mình tận dụng lại được là mình cứ lấy tận dụng lại. Dạ. Thì mình có một khoản bớt đi. Dạ thì bớt lại cho thầy đi. Thì cái gì nói lại đó đó, bớt hết luôn nữa. Tại vì cái mình bòn bòn ba cái đó mình đắp vô. Cho mình tính ra nếu mà đồ mới hết thì chịu không nổi. Dạ. Tại cái này có nghĩa là nếu mà mua mới toàn bộ hết là nó phải là khoảng 600. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại vì nó lót gạch men, nó ốp tường luôn, mình hết á. Dạ. Bây giờ mình bớt đi coi coi thử sao sao đó. Tại vì có cái nữa rồi đó. Tại vì mình bon hết nữa rồi. Thấy như mình nó lớn lớn hết rồi. Dạ, lớn nhanh à. Dạ, lớn gì nè. Chín lớp 11, lớp 12 rồi. Đi học một buổi mới học về à? Dạ. Đi bộ hay là xe? Xe có xe, xe tải xe, xe tải nước của em đó. Em gì ạ? Em gì đó? Em Thắng. Dạ. Cái này nếu mà qua trong khoảng như anh nói là 5 triệu mét vuông, giờ mình dùng lại đồ cũ rồi khoảng còn 300 triệu. 300 triệu thì bán rén thì xin nhiều lần móc nhiều lần thì cũng có thể được. Tại vì ngoài nếu như ngoài đời mà mấy năm triệu họ không nhận, rồi bao nhiêu triệu họ không nhận. Nhưng mà trong này mình bòn nó được người ta cũng được để họ có thể để 5 triệu. Yeah. Mùa mưa mình làm có cực không ạ? Vậy cái gì mà giống như mùa mưa lập cái gì mình lập trước mưa mình chạy vô trong. Nắng ra ngoài. Cái này thì dự định bên cái gian này thì dự định khoảng khi nào xong ạ? Đây là trên 2 tháng nữa. Tháng hôm nay đang là tháng giữa tháng 5, đến khoảng giữa tháng 7 tới tháng 8 xong. May quá là cái cao tốc dầu dây nó mở. Yeah, nên cái vậy. Thời gian đi rút ngắn lại được hơn 1 tiếng. Trước đi là 3 tiếng 20 phút đến 3 tiếng 30 phút. Bây giờ đi còn khoảng 2 tiếng. Hy vọng sớm mình ngang bao nhiêu rồi mình dọc bao nhiêu. Rồi con nói ngang như vậy. Mình đứng trước. Mình đứng trước nhìn tôi thì ngang đây dài dài là bề dài của nó. Thôi vậy sao cũng được, tao hiểu à. Là cũng cộng lại thì sẽ 140 thôi. Dạ. Dạ rồi, đi phép rồi 140. Dạ rồi, anh cảm ơn hai anh ạ. Dạ. Cái này sắt mới ha anh. Dạ. Dạ. Còn mới còn cô cái miếng bon bật lại. Dạ. Cảm ơn anh. Lớp 8-9. Phòng này phòng học á. Đây chị học bao nhiêu? Dạ. Em nhỏ là em dễ nói hơn mình á. Xin thêm một cái bạch hút á. Tại vì mình hút một cái bình thường có ngợp vậy không? Mở hết cửa mà còn dọn chết luôn. Đúng không?